Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hưng tổ chức tổng kết mô hình điểm sản xuất lúa theo hướng việt gáp năm thứ ba tại Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Thương mại Nông nghiệp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lợi. Mô hình được thực hiện trong vụ hè thu 2024 tại Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Thương mại Nông nghiệp Vĩnh Lợi với diện tích 50 hecta, sử dụng giống OM18, có 15 hộ dân tham gia vào mô hình và được hỗ trợ 20% chi phí giống lúa, vật tư, thuê thiết bị bay nhưng không quá 100 triệu đồng một mô hình 50 hecta. Tổng chi phí đầu tư mỗi hecta trong mô hình giảm hơn 2,5 triệu đồng so với ruộng ngoài mô hình. Dự kiến khoảng vài ngày tới, lúa trong mô hình sẽ cho thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 6,5 tấn một hecta, cao hơn ngoài mô hình khoảng 200 kg một hecta. Qua thực hiện cái mô hình việt gáp thì nay là năm thứ ba, thì nhìn chung là qua 3 năm thực hiện thì tôi thấy năng suất thì nó có tăng hơn bên ngoài. Và cái chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật giảm thì lợi nhuận là được khoảng 2 triệu đồng trên một ha. Thì năm nay là năm thứ ba thì nó đã hết cái chính sách hỗ trợ của nhà nước. Thì tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo cái hướng việt gáp. Vì tôi thấy cái mô hình này nó có lợi nhuận hơn so với bà con nông dân đã thực hiện theo tập quán cũ. Thông qua mô hình nhằm từng bước thay đổi tập quán sản xuất cũ, lạc hậu để chuyển sang sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng việt gáp, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất và lợi nhuận sau khi thu hoạch.